bên người cô bé nữ sinh giờ tôi nhớ. Đời phí bên lưng người ai hé môi hiên người làm lung tôi môi hồng cô buồn rơi tôi lá thu này. Xin chào bác sĩ Ánh Mười. Được nghe bác sĩ Ánh Mười vừa là khám bệnh cho bệnh nhân trong những cái ngày tháng mà bệnh nhân cần nhất, và mình chuẩn xác chừng mực cho những cái chứng bệnh hiểm nghèo hoặc là những cái bệnh nan y như người ta đã nói. Thì hôm nay là tôi đại diện cho cái phóng sự của YouTube đến gặp bác sĩ Mười để thăm hỏi sức khỏe gia đình và cái công việc khám chuẩn cho bệnh nhân, cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa là ngoài cái vấn đề đó ra thì là bác sĩ còn có là biết sáng tác này, vừa là đàn được organ rồi đàn guitar. Thì sau những cái lúc mà làm mệt nhòa trong công việc thì bác sĩ cũng đã vận dụng những cái sở trường về âm nhạc mình gửi tặng cho bệnh nhân sau những ngày làm việc mệt mỏi. Và duyên cớ nào mà bác sĩ Ánh Mười đã viết cái bài Mơ Chiều? Thì bài Mơ Chiều này nghe lời thì rất hay, và giai điệu là tôi cũng đã nhìn qua, tôi đã thoáng được là cái giai điệu là bác đã viết tốt rồi, chỉ chờ là lời ca tiếng hát của bác nữa thôi. Thì trong cái duyên như thế nào mà bác đã xin để cái bài Mơ Chiều này? Tức như là chiều hôm đó bệnh nhân hết rồi, về hết rồi, về chiều đó tôi ôm cái đàn guitar tôi ngồi một mình, mà không có một tiếng gió, mà cũng chẳng có ai đi trên đường. Tự nhiên buồn cái suy nghĩ nhớ lại cái chuyện hồi xưa còn trẻ đấy, cho nên từ đó tôi sáng tác cái bài Mơ Chiều. Bây giờ tôi xin trình bày cho các bạn nghe có cho nó vui sao chứ còn hay chắc lại là không nên đâu. Dạ, đúng rồi. Cảm ơn bác sĩ. Bây giờ tôi vừa đàn vừa hát luôn nha. Yeah.
vàng dần mềm thôi. Nơi kia bên lưng đồi, ai hé môi chinh cười, làm lòng tôi bối rối. Bác Ánh Mười ngoài cái guitar organ rồi sáng tác, nhưng mà bên cạnh đó còn cái mandolin là coi như trong thời kháng chiến là coi như là ok rồi. Bây giờ bác còn nhớ bài nào đó bác cái đàn để tặng cho các bệnh nhân, xin mời bác. Cái bài này là hồi nhỏ tôi 6-7 tuổi tôi đã chơi cái đàn này rồi, thành nên bây giờ tôi vẫn còn nhớ, thành nên tôi lấy cái bài này coi như là cái mandolin là kỷ niệm của tôi đấy. Tôi đến các bạn nghe thử một bài xung vào tôi trẻ nhé. Rồi, cảm ơn bác. Thank you.
cảm ơn bác. Tuyệt vời. Xin chào. Như vậy hôm nay là cháu đại diện cho YouTube là đến thăm gia đình bác Ánh Mười, đã nghe được đàn hát tất cả các loại đàn và những cái sinh hoạt của bác trong cái vấn đề chuyên khám bệnh cho các bệnh nhân. Một lần nữa là xin cảm ơn bác chân thành. Cái điều trân quý nhất là bác đã là một người đa tài, ngoài cái chuyên trị bệnh nhưng mà bên cạnh đó còn mang cái dáng dấp là một người nghệ sĩ giúp ích cho đời, ngoài cái bệnh tật nhưng mà bên cạnh đó còn đem lại lời ca tiếng hát cho các bệnh nhân, gửi tặng bệnh nhân. Xin cảm ơn bác nhiều. Xin cảm ơn là phóng viên. Tôi thì điều trị bệnh, nhưng mà khi mà bệnh nhân ít á, bệnh nhân nằm ở sau truyền dịch buồn á, thì mấy lần tôi khải đường nhận nghề. Rồi ai cần tới đây tôi khải đường cho bệnh nhân hát, tôi khải đường cho bệnh nhân nghe, thì là tới đây tôi mời hát hết. Ai chơi ca cách nào tôi đờn cái đó. Cho nên là đối với tôi thì rất là thoải mái và rất là vui. Rồi cảm ơn các bạn và chúc các bạn là nếu như đến bệnh viện này thì các bạn sẽ may mắn, tôi sẽ giúp hết lòng của các bạn. Xin chào. Rồi xin cảm ơn bác. Vâng. Thank you.